Hello Tuyền, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tuyền quay cái cây hoa màu gà của mình gieo được 19-20 ngày rồi nè các bạn. Cây nó cũng cao như thế này nè. Nay bữa mình tưởng đâu nó không lên, cái mình gieo thêm một lần nữa, cái này được sao nhỏ xíu nè. Cái đầu thì nó bự rồi nè các bạn. Tại vì mình chỉ trồng trồng vòng vòng nhà với vài chậu thôi, nha mình không có bứng, mình ương các bạn, mình đợi cây này nó bự bự xíu rồi mình bứng ra mình trồng trong cái giỏ luôn, trong cái chậu hoa luôn. Bữa có mấy con gà nó ăn nè, nó ăn của Tiền nè, ăn hết chết hết mớ à. Lên quá trời luôn này các bạn, nhiêu đây trồng, nếu mà trồng chậu rất là nhiều luôn các bạn, cây nó bự nè. Mình đứng rồi mình trồng ở trong chậu được luôn á. Một chậu thì mình chỉ trồng được có một cây nha các bạn. Những ai mà không biết á, cây màu gà. Một chậu thì trồng có một cây à, chứ không có trồng được ba cây các bạn. Nữa nó lớn á. Lớn nó bự, rất là bự luôn á. Nhìn gieo này nó bự ra luôn. Cái này mình đứng ra từ cây mình ương ở ngoài. Mình ương ở ngoài đất nữa là nó bự, nó mau bự lắm các bạn. Tiền trồng số lượng ít cho nên thì không có ương, trồng vài chậu rồi vòng vòng nhà. Tiền trồng ở dưới đất á, quá trời luôn, lên rất là nhiều các bạn nè. Okay. Cái cây nhỏ này có cây bự, nó Tiền sẽ lựa với cái cây bự bự Tiền trồng ở trong chậu. Đặc quá mình tỉa ra bớt. Hai cây nhỏ quá, một cây dâm ngay đây. Mình trồng có mấy cây các bạn, mà con gà nó bay lên nó khóa hoài luôn. Của người ta thì nay cây gà con ta thì ta ương ở ngoài đó, cái này nó bực rất là bự các bạn, của mình thì nó bé bé xinh xinh. Đây mình quay gần cho cả nhà xem nè, cây quá chừng luôn, nhận cây màu gà nó lâu lên các bạn, nó phát triển nó lâu hơn là cây hoa vạn thọ nha. Hoa vạn thọ thì khoảng chừng mười mấy ngày là mình bứng rồi mình chậu mình trồng luôn rồi. Cây này thì nó hơi nhỏ, hơi lâu xíu, cho nên mình gieo sớm hơn cây hoa vạn thọ các bạn. Lên quá chừng luôn, gieo đây mà mình trồng chậu chứ còn có mấy trăm chậu luôn á. Cũng các bạn hỏi là mình có bán hay không, thì không có bán, phải ai ở gần thì Tiền cho, thì không có biết gửi ship sao hết á. Quá trời luôn nè, lên rất là nhiều mà. Đây là hoa màu gà búa nha các bạn, rất là mê luôn. Tới năm nay Tiền trồng một ít thôi chứ Tiền không có trồng nhiều. Tiền xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Tại Tiền chỉ quay là cây hoa màu gà của mình nó bao nhiêu ngày nó lớn như thế nào thôi nha. Chắc khoảng vài ngày nữa Tiền soạn chậu rồi Tiền trồng vô chậu chừng vài cây thôi các bạn. Nếu trồng chừng 5-6 chậu gì còn nhiêu thì trồng ngoài đất rồi cho vòng vòng sớm, ai trồng thì mình cho. Bye bye, chào tất cả các bạn nha.